đây là bờ sông Đậm Rốm các bạn ạ. Mình đang đứng tại một địa điểm lịch sử, đó chính là cầu Mường Thanh. Đây các bạn này, đây chính là cầu Mường Thanh này. Cầu Mường Thanh lịch sử, một trong địa điểm lịch sử ở vùng đất Điện Biên này. Bây giờ là khoảng gần 10 giờ, khá là nắng các bạn ạ. Mình đi qua đây nè, mình làm một cái video nhỏ giới thiệu về địa điểm lịch sử này. Ngay bên cạnh cầu, bên trái cầu chứ, đó là một cái tấm bia đá, phù điêu đá thì đúng hơn. Đây hình ảnh, các hình ảnh ba anh bộ đội, một người đang cầm súng này, một người đang phất cao lá cờ quyết chiến quyết thắng này, và anh đội mình thứ ba là đang cầm khẩu súng. Bên cạnh là cái chú thích, đây là cầu Mường Thanh. Vào 14 giờ ngày 7 tháng 5 1954, đại đội 360, đại đoàn 312 tiến công vượt cầu Mường Thanh, tiêu diệt ổ trong điên 4 nòng của địch, sau đó đánh thẳng vào sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, theo tiếng Pháp là PC Bono. Đây là cái tấm bia đá ngay bên trái cầu các bạn. Nếu mà đi từ trung tâm thành phố vào, đi qua cầu là bên trái cầu. Ngoài ra ở bên kia thì còn một cái địa điểm nữa, di tích lịch sử nữa, đó là cái khẩu pháo. Khẩu pháo các bạn. Còn bây giờ mình giới thiệu với các bạn là cái địa điểm, đó là cầu Mường Thanh, cầu Mường Thanh lịch sử. Đây các bạn này, ngay cạnh bờ sông này, sông Đậm Rốm này, và bên cạnh dòng sông này. Còn đây là cái cầu Mường Thanh lịch sử. Đấy, cầu sắt đấy. Về cầu Mường Thanh thì cầu này được quân Pháp gọi là Forenly. Đây là cái cầu bắc qua sông Đậm Rốm. Đây chính là sông Đậm Rốm ạ. Cái cầu này bắc qua sông Đậm Rốm nhé. Và nó nằm giữa trung tâm Mường Thanh. Đây là một cái công trình quân sự mà nằm trong cụm cứ điểm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, bảo vệ cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Công trình thanh niên bảo vệ dòng sông quê hương, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, công an tỉnh Điện Biên. Đây là toàn bộ cầu, mình đứng bên dưới này, đứng bên cạnh không quay được, giữa thì không thể quay được các bạn. Giữa là cái đường đi của họ, quay lắm. Bây giờ mà cái địa điểm lịch sử nữa thì ngay cạnh đây, súng trọng liên 4 nòng bảo vệ sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, vị thủ pháo của đại đội 360, tiểu đoàn 130, trung đoàn 209, đại đoàn 312 và đại pháo của đại đoàn công pháo 351, tiêu diệt vào 16 giờ ngày 7 tháng 5 1954. Đây cái khẩu pháo súng trọng liên 4 nòng, khẩu trọng liên 4 nòng. Cái này là bảo vệ cho tập đoàn cứ điểm Điện Phủ, nhưng mà đã bị quân ta tiêu diệt các bạn. Đại đoàn 312 quân ta tiêu diệt trong một trận đánh tiêu diệt cầu Mường Thanh. Nói về cầu Mường Thanh thì
lại nói đến một cái điểm nữa là kế hoạch Nava, nói kế hoạch Nava của Pháp ấy. Thì vào giai đoạn cuối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam nhé, thì dân Pháp đã cử tướng Nava sang làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở tại Đông Dương, các bạn ạ. Thì Nava đã đề ra cái kế hoạch mang tên mình. Kế hoạch này thì được Nava thực hiện bằng cách là cho 4.000 quân nhảy dù xuống Điện Phủ. Và tướng Nava tuyên bố là sẽ nắm quyền chủ động trên chiến trường. Sau đó tướng Nava còn tuyên bố đó là sẽ phải chiến thắng. Đấy, động viên tinh thần của binh lính Pháp ấy, là phải chiến thắng. Động viên tinh thần binh lính. Sau đó thì Nava đã cho quân xây dựng cái Điện Biên Phủ thành một cái tập đoàn cứ điểm mà gọi là mạnh nhất Đông Dương. Mạnh nhất Đông Dương bạn. Và thời điểm đông nhất là lên tới 16.200 quân, gồm có 49 cứ điểm và chia làm 4 cái phân khu. Mỗi cụm cứ điểm được mang tên một cái thiếu nữ, một cô gái xinh đẹp người Pháp. Thì tại Yên Phủ thì Pháp có hai sân bay, đó là sân bay Mường Thanh và thứ hai sân bay dự bị là sân bay Hồng Cúm. Có hai sân bay, trong đó sân bay chính đó là sân bay Mường Thanh nhé, và sân bay phụ sân bay Mường Cúm, Hồng Cúm. Sân bay Mường Thanh thì có nhiệm vụ là tiếp nhận cái đợt máy bay chuyên chở hàng tiếp tế lương thực của quân Pháp từ thủ đô Hà Nội, từ sân bay Cát Bi Hà Nội, và hạ cánh xuống sân bay Mường Thanh để tiếp tế cho quân Pháp tại đây. Số lượng quân Pháp là lên tới 16.200 tên và gồm rất nhiều vũ khí rất hiện đại. Vũ khí này có thể là vũ khí của Pháp mạnh nhất ở Đông Dương, và còn có cái sự viện trợ của quân Mỹ nữa. Thì do địa hình Điện Biên Phủ là một cái lòng chảo rộng, xung quanh là núi cao bao bọc, nên là sự liên lạc giữa sở chỉ huy trung tâm với các cụm cứ điểm ở phía đông và phía tây gặp nhiều khó khăn. Và để giải quyết khó khăn đó thì Pháp đã cho bắc một cái cầu cầu nhé, cây cầu qua sông Nậm Rốm, đó chính là cái cầu Mường Thanh. Mường Thanh đọc theo tiếng phổ thông thôi, còn đọc theo tiếng của người Thái đó là Mương Then. Mương Then, mương là trời, mương là trời, đọc theo là Mương Then, đọc theo kiểu người Thái các bạn ạ, là Mương Then. Cái cầu này được chuyển từ toàn bộ từ nước Pháp sang và lắp ráp tại Điện Biên, tại đây, tại Điện Biên. Toàn bộ kết cấu của cầu là bằng sắt, dài 40m và rộng 2m. Hai bên thành cầu là những cái thanh sắt nhỏ, những thanh sắt ấy, dùng để chống đỡ. Sàn cầu thì lát bằng gỗ, bên dưới là những cái dầm tải trọng từ 8-15 tấn. Thì để bảo vệ cây cầu này thì Pháp đã cho bố trí 3 cứ điểm là cứ điểm 509, 508, 507 ở đầu cầu phía đông. Còn ở đầu cầu phía tây thì chúng bố trí mật ổ Đại Liên, Trung Liên đúng không? 4 nòng. Đây, như mình vừa mới giới thiệu các bạn ấy, đây cái ổ Đại Liên. Đại Liên 4 nòng. Còn phía đầu cầu bên kia là 3 cụm cứ điểm là 507, 508, 509. Còn ở phía đầu cầu này là cái cụm mà cứ điểm. Thì mình xin lỗi, đó là cái khẩu Đại Liên, khẩu Trung Liên 4 nòng để bảo vệ cầu. Và với cách bố trí như vậy thì tướng De Castri hy vọng là sẽ giữ vững được cây cầu này, bảo vệ được cái con đường huyết mạch từ sở chỉ huy trung tâm tập đoàn cứ điểm tại Mường Thanh với các căn cứ ở phía đông và phía tây. Tuy nhiên khi chiến sự mà diễn ra thì khi chiến sự chưa diễn ra thì cầu Mường Thanh được coi là cái đường vận chuyển nguyên vật liệu, đạn dược, dây thép gai phục vụ cho việc xây dựng các cứ điểm phòng ngự ở phía đông và ở phân khu phía bắc. Tuy nhiên khi chiến dịch diễn ra, chúng ta mở cuộc tấn công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ấy,
thì cây cầu này được Pháp sử dụng để làm nơi là vận chuyển thương binh, vũ khí, quân đội để tiếp tế cho các cứ điểm. Khá là ẩm đấy các bạn ạ, mình đứng ngay cạnh thành cầu rất là ẩm. Cái cầu này hiện nay là đã được sửa chữa lại các bạn nhé, khung bằng thép này và được lát những cái tấm thành gỗ rất là to này. Và đây là một trong những con đường mà đi từ trung tâm thành phố ra khu vực phía sau này và từ phía sau này đi vào. Đây các bạn ơi, cận cảnh đây, gỗ hết rồi, lát gỗ hết các bạn. Còn bên thành cầu còn sắt hết đấy. Đi lại liên tục thì chắc mình không đứng ở giữa quay được đâu, mình đứng bên cạnh nhỉ. Bên kia là chợ nhé, chợ các bạn. Khá là nắng. Thì trong đợt tổng công kích tấn công tiêu diệt toàn bộ các cứ điểm ở phía đông thì chúng ta đã mở cuộc tấn công vào cứ điểm A1 này. Sau đó là mở cuộc tấn công vào sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm, vượt qua cầu Mường Thanh và tấn công vào tập đoàn cứ điểm phân khu trung tâm ở Mường Thanh, hầm Đờ Cát đấy. Thì trong đợt tấn công này thì quân Pháp đã liên tiếp ra hàng, các cứ điểm bảo vệ ở phía đông nhé, thì đã bị tiêu diệt. Đến 17:15 thì ngày 7/5/1954 thì một cánh quân của tiểu đoàn 312 đã vượt qua cầu Mường Thanh, tấn công thẳng vào sở chỉ huy của tướng De Catteri tại cầu, tại cứ điểm Mường Thanh. Thì lúc này đại trung đội trưởng là Chu Bá Thệ phát hiện trên tầm hầm tướng De Catteri có lá cờ màu trắng, sau đó là dẫn đầu tổ xung kích tiến thẳng vào khu trung tâm. Trên đường tấn công thì bị trọng niên 4 nòng bảo vệ cầu Mường Thanh đây các bạn là bắn xối xả vào, nhiều chiến sĩ hy sinh. Tuy nhiên họ đã vượt lên trên và tiêu diệt được ổ cái trọng liên 4 nòng, vượt qua làn đạn dày đặc tiến lên, tiến thẳng vào sở chỉ huy địch và bắt sống tướng De Catteri cùng toàn bộ bộ tham mưu vào 17:30 ngày 7/5/1954. Đúng vào 17:30 thì lá cờ quyết chiến quyết thắng bộ đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Catteri, kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Đây là chiến thắng lớn nhất của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống quân Pháp và quân can thiệp Mỹ, và cũng là cái chiến công lừng lẫy nhất của quân dân ta trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Thì ngày nay cầu Mường Thanh sau khi được khôi phục sửa chữa thì đã được sử dụng để phục vụ khách tham quan du lịch và là cái nơi mà di chuyển từ thành phố ra khu vực ngoại vi và từ khu vực ngoại vi vào trong thành phố. Và cái cầu này đã gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Nói đến chiến dịch Điện Phủ lịch sử là nói tới hầm Đờ Cát. Ngoài hầm Đờ Cát thì còn một cái nữa, đó là cầu Mường Thanh lịch sử. Như vậy thì mình đã giới thiệu với bạn một cái địa điểm lịch sử khá nổi tiếng ở thành phố Điện Biên, đó chính là cầu Mường Thanh. Thì trong những video tiếp theo mình sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn để những cái địa điểm lịch sử nổi tiếng ở Điện Biên. Các bạn nhớ đón xem video nhé. Video của mình kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn theo dõi video rất là nhiều.
Nếu thích video này thì các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn.